Giới thiệu anh em đầu CD Soli 338 ESD hai màu gỗ, tiếng rất sạch sẽ, chi tiết, đại trầm sâu. Bài 6 nữa rồi. Tiếng rất hay. Đầu CD Soli 338 ESD, anh em có thể tham khảo chất âm của này trên các cái diễn đàn của nước ngoài. Hai thông số đằng sau anh em nhìn. Này là 16W điện 18W điện 100V. Có đầy đủ các đường optical, đường quang, đường analog hai đường. Nhân tiện giới thiệu luôn với anh em con dưới là con đầu CD Soli 337 ESD. 337 ESD. Nhân tiện luôn giới thiệu với anh em là đối với con CD Soli X55 ES cũng mới về, rất đẹp. Anh em có nhu cầu alo 098 369 8887.